người hỏi nhiều ghê nhỉ. Nếu mà hỏi nhiều như thế này thì thôi, sao sẽ phải đưa ra lý do cho mọi người vậy. Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và mình thì cũng vừa mới có đi ra ngoài về. Các bạn nhớ là bây giờ dịch bệnh cũng vẫn đang hoành hành rất là nhiều, nên chúng ta phải đeo khẩu trang khi mà ra ngoài đường, cũng như là cố gắng giữ khoảng cách đối với mọi người nhá. Còn trong lúc nãy thì mình cũng đã nhận được rất nhiều những cái tin nhắn khi mà mình vừa mới đăng trên story về chiếc LG Gram này của mình, khi mà mình đã có một thời gian sử dụng với dòng 14 inch này rồi. Thì như các bạn cũng đã biết là trong các cái video trong video lần trước mình có giới thiệu về ba mẫu là 14, 16 và 17. Nhưng mà hôm đấy thì mình có nói chi tiết hơn về bạn 17. Nhưng mà bây giờ thì có một số bạn quan tâm hơn về cái LG Gram có kích thước nhỏ gọn như thế này, để rất là phù hợp với những bạn nào đang là học sinh, sinh viên hay là con gái như chúng mình đấy. Chỉ cần một cái túi nhỏ xinh như thế này thôi, mang đi mang lại rất là tiện lợi. Thế nên là trong video này mình sẽ nói cho các bạn 5 cái lý do mà mình nghĩ rằng là các bạn nên sử dụng chiếc LG Gram 14 inch này nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu các bạn 5 lý do. Lý do đầu tiên chắc chắn rồi, đó là về cái sự mỏng nhẹ của bạn LG Gram 14 inch này. Nhưng không có nghĩa là phiên bản 16 hay 17 không mỏng nhẹ đâu nhá, mà là đây vì là kích thước cũng như là cái khối lượng của bạn này là nhẹ nhất trong 3 phiên bản. Bạn này chỉ rơi vào đâu đấy khoảng độ là 999 gram, tức là chưa tới 1 cân luôn. Với những người mà thường xuyên phải đi ra ngoài làm việc như mình thì đây, một chiếc laptop có cái khối lượng nhẹ cũng như là cái kích thước vừa phải như thế này, để mình có thể dễ dàng tiện lợi đúc vào trong một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi sau đó thì đeo lên vai rồi đi ra ngoài làm việc, đi ra quán cà phê hay di chuyển công tác dài ngày thì cũng rất là ok luôn. Bởi lẽ là cảm giác trên vai mình như thế này ấy, đang chỉ đúc một vài cái loại mỹ phẩm với lại một vài quyển sách hay là quyển sổ nốt mà thôi. Không nghĩ rằng là trong này đang mang một chiếc laptop như kiểu ngày xưa nó rơi vào tầm khoảng 2-3 cân gì đấy, rất là khổ sở. Mà hai nữa thì bây giờ các hãng sản xuất laptop, kể cả gaming, cũng đã hướng tới cái việc là những cái sản phẩm mỏng nhẹ tiện gọn như thế này, để cho người dùng có thể thoải mái hơn trong cái chuyến công tác dài ngày của mình. Mà hai nữa thì là tuy mỏng nhẹ nhưng mà không hề làm giảm hiệu năng một chút nào. Thì đây là cái điểm cộng đầu tiên khi mà mình đã sử dụng bạn LG Gram này trong khoảng độ hơn một tuần nay. Cái lý do thứ hai mà mình thấy đây là ưu điểm của mày, đó chính là các cái cổng kết nối này vẫn rất đầy đủ luôn. Như ở trên phiên bản 16 hay là phiên bản 17 inch có các cái cổng kết nối gì thì trên bạn 14 inch này đều có đủ nhá. Như các bạn có thể thấy ở trên đây, chúng ta vẫn có một cổng HDMI để hỗ trợ xuất hình cũng như là trình chiếu khi mà đi công tác này. Tận hai cổng Type-C để vừa sạc vừa xuất hình luôn. Cả cổng tai nghe 3.5mm này. Nhưng mà vẫn còn nữa, các bạn có thể nhìn sang bên phải này, chúng ta có tới tận hai cổng USB 3.2 Gen 2 và một cổng microSD. Nói chung là với số lượng cổng kết nối nhiều như thế này thì các bạn sẽ không cần phải lo nghĩ về việc là mua thêm hub chuyển đổi nữa. Bởi lẽ là như một số laptop trên thị trường hiện nay thì sẽ có rất ít cổng kết nối, hay là đã chuyển tất cả những cái cổng USB đã chuyển thành cổng Type-C rồi, rất là bất tiện phải không nào. Nên là với một chiếc LG Gram 14 inch nhỏ gọn như thế này thôi, các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu để làm việc hay là học tập một cách cực kỳ thoải mái. Lý do thứ ba đó chính là độ bền cực kỳ cao, bởi vì vỏ của bạn này được làm bằng hợp kim carbon Magenano. Nếu như các bài test về độ bền của LG Gram thì các bạn có thể xem lại ở cái phần đường link trên này, chúng mình đã có những cái bài test siêu khủng bố với bạn này rồi. Còn ở đây thì năm nay phiên bản 2021 này thì thứ nhất là cải tiến với cái bàn lề đáng kể, cái thứ hai là ở phía phần bên dưới bàn phím này chúng ta đã có cái thanh kim loại giá đỡ để đỡ, nên là hiện tượng flex trên bạn này xảy ra thực sự là với con 14 inch này nhá, mình cảm thấy là nó không hề xảy ra luôn. Còn trên phiên bản 16 và 17 inch mình có test ở video trước ấy thì nó vẫn có hơi một chút, nhưng thực sự là trên bạn 14 inch này thì cái tình trạng flex đã hoàn toàn biến mất, nên là cái cảm giác gõ phím ở trên này này cho chúng ta cực kỳ thích tay luôn, mà không hề phải lo là dính chữ hay là không kia là các cái nút này nó không nhạy. Nên là đây là một cái cực kỳ mình đánh giá cao ở phần thiết kế của LG Gram, không những mỏng nhẹ rồi lại còn bền nữa. Nên là cái việc mà các bạn chẳng may sơ suất làm rơi này hay là va chạm linh tinh các thứ thì cũng không ảnh hưởng đến phần bên trong của em máy này. Cơ mà cái gì cũng thế, của bền tại người, các bạn cố làm sao giữ sạch đẹp em này thì càng tốt, chúng ta càng sử dụng được lâu. Còn đấy là những cái mình nói chẳng may thôi, thì cái độ bền của bạn LG Gram này là cực kỳ khủng khiếp, nên là chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề là hậu đậu hay là có làm rơi vớt đâu nhá. Lý do thứ tư đó chính là cấu hình cực kỳ khỏe. Tuy rằng là nhỏ như thế này thôi, nhưng mà LG Gram 14 inch này vẫn được trang bị tới con chip là i7-1165G7, RAM 16GB, đặc biệt là card đồ họa là Intel Iris Xe Graphics. Nói chung là với bộ cấu hình như thế này thì các bạn sẽ thoải mái làm việc văn phòng. Còn nếu có thời gian rảnh hơn thì vẫn có thể thoải mái chiến các cái tựa game online nhẹ nhàng như là Dota.
Và một điểm cộng nữa đó chính là về chiếc màn hình này có tỷ lệ là 16:10. Hơn hết thì là DCI-P3 đạt tới là 99%. Nên về cơ bản thì chúng ta sẽ có thể thoải mái Photoshop hay là dựng những cái video ngắn ngắn ngay chính trên chiếc laptop này. Lý do thứ năm cũng chính là lý do cuối cùng của chiếc LG Gram 14 inch này mà mình thích, đó chính là pin trâu. Tuy nhỏ thôi nhưng mà lại được trang bị một cục pin siêu trâu khổng lồ lên tới là 72 Wh, tức là các bạn sẽ chỉ cần sạc đầy em này vào đêm hôm trước rồi ngày hôm sau thì mang đi làm, đi học, đi lung tung ABCXYZ thì cũng vẫn không lo về cái tình trạng là thiếu hay là sụt pin nhá. Còn nếu như bạn nào có lơ đãng não cả vàng quên không sạc bạn này từ hôm trước ấy thì cũng không phải lo đâu, bởi vì là cục sạc này bé xíu xíu, không khác gì một cái pin sạc dự phòng của điện thoại luôn. Rất là dễ dàng cũng như là nhẹ nhàng để các bạn có thể đút vào trong ba lô và mang đi, có phải không nào? Và đấy là tất cả 5 lý do mà mình yêu thích chiếc LG Gram 14 inch như thế này. Vân khúc của LG Gram thì nó cũng sẽ hơi cao hơn một chút so với những chiếc laptop phổ thông thông thường để các bạn có thể làm việc hay là học tập nhá. Còn những cái lý do vừa rồi thì là mình cảm quan thấy yêu thích. Còn các bạn thì sao? Các bạn có những ý kiến đánh giá gì thì có thể cùng bình luận xuống phía bên dưới để mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì vẫn nhắc lại các bạn một lần nữa, dịch bệnh vẫn đang hoành hành, Covid thì biến đổi từ thể này sang thể khác. Nên là khi chúng ta đi ra đường thì hãy đeo khẩu trang và thường xuyên sát khuẩn tay để chúng ta giữ được một cái sức khỏe khỏe mạnh nhất trong một Tết 2021 này nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.